quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Gia đình Lý Hải Minh Hà cùng về quê đón Tết, khoe áo đồng phục với dòng chữ đầy ý nghĩa. Ca sĩ đạo diễn Lý Hải cùng bà xã và 4 người con về quê để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán sắp tới. Bà xã của Lý Hải, nữ diễn viên xinh đẹp Minh Hà vừa chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh hạnh phúc bên gia đình sau những ngày tất bật với công việc. Cả đại gia đình Lý Hải Minh Hà về quê nội ở Mỹ Tho để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tí 2020 sắp tới. Gia đình 6 người của Lý Hải Minh Hà mặc đồng phục cực kỳ nhăn nhít để chụp ảnh làm kỷ niệm trong những ngày tận hưởng cuộc sống trong lành ở quê. Dòng chữ được in trên áo của các thành viên cũng rất ý nghĩa khi nói về tầm quan trọng của gia đình. Tất cả kho báu trên trái đất không thể nào so sánh bằng hạnh phúc gia đình. Giai đoạn cuối năm 2019 vừa qua, Lý Hải Minh Hà bận rộn với việc sản xuất phần mới của chuỗi phim điện ảnh Lật Mặt mang tên Lật Mặt 5 48 giờ. Cả hai cùng đoàn phim đi quay nhiều ngày ở miền Tây sông nước. Chính vì vậy, Tết là giai đoạn để Lý Hải Minh Hà về bên các con và gia đình, có những phút giây thư giãn đúng nghĩa sau chuỗi ngày vất vả. Dự kiến bộ phim Lật Mặt 5 48 giờ sẽ lên sóng vào ngày 30 tháng 4, 2020.